Xin chào tất cả các em, rất vui được gặp lại các em trong chương trình dạy học trên truyền hình do Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Nam phối hợp với Sở Giáo dục thực hiện. Đến với tiết học hôm nay, cô sẽ hướng dẫn các em học bài tiếp theo, đó là bài 8, Pháp luật với sự phát triển của công dân. Trước khi đi vào nội dung bài học, cô sẽ giới thiệu các em một trích đoạn kịch về EQ. Các em theo dõi trên màn hình và xem thử đoạn kịch này nói lên vấn đề nào nhé. Đoạn trích như sau: EQ đến kinh đô Thăng Long ý kiến vua Trần Nhân Tông. Nhà vua: trẫm cho nhà ngươi nhận lấy một loại binh khí. EQ: thần chỉ xin một chiếc dùi sắt. Nhà vua: để làm gì? EQ: để dùi thủng chiếc thuyền của giặc, vì thần có thể lặn hàng giờ dưới nước. Nhà vua: ngươi là dân thường mà phi thường, ai dạy ngươi được như thế? EQ: muôn tâu bệ hạ, người đó là cha thần. Nhà vua: ai dạy cha ngươi? EQ: ông của thần. Nhà vua: ai dạy ông của ngươi? EQ: vì căm thù giặc và noi gương người xưa mà ông của thần tự học lấy ạ. Như vậy các em thấy đoạn trích trên đề cập đến vấn đề gì? Ở đây chúng ta thấy EQ biết lặn, không chỉ biết lặn và lặn rất giỏi. Như vậy vì sao EQ không chỉ biết lặn mà lặn rất giỏi các em? Bởi vì EQ đã học từ cha của mình. Mà cha của EQ đâu phải bẩm sinh đã có. Cha của EQ lại học từ ông của EQ. Cho nên các em thấy việc học tập rất là quan trọng đối với mỗi công dân, mỗi gia đình và đối với xã hội. Chính vì vậy, Đảng và Nhà nước ta đã ghi nhận quyền học tập của công dân trong hiến pháp và luật giáo dục. Và đó cũng chính là lý do vì sao hôm nay cô đến với các em tiết học này. Các em tìm hiểu có quyền thứ nhất, đó là quyền học tập của công dân. Theo giảm tải chương trình của Bộ Giáo dục Đào tạo trong năm học 2019-2020 ở học kỳ 2, thì bài này các em chỉ học 3 quyền, đó là quyền học tập, quyền sáng tạo và quyền phát triển của công dân. Ba quyền này được thực hiện trong 2 tiết, còn những cái nội dung còn lại các em tự học ở sách giáo khoa. Ở tiết 1 này, cô hướng dẫn các em học quyền học tập của công dân. Yêu cầu cần đạt được của tiết học hôm nay, thứ nhất, đó là nêu được khái niệm, nội dung cơ bản về quyền học tập của công dân. Thứ hai, biết thực hiện quyền học tập của công dân theo quy định của pháp luật. Và thứ ba, có ý thức học tập và ý chí vươn lên để trở thành công dân có ích cho đất nước trong thời kỳ đổi mới. Đầu tiên, chúng ta đi vào khái niệm quyền học tập. Thế nào là quyền học tập? Quyền học tập được hiểu là mọi công dân đều có quyền học từ thấp đến cao, có thể học bất cứ ngành nghề nào, có thể học bằng nhiều hình thức và có thể học thường xuyên, học suốt đời. Quyền học tập của công dân được quy định trong Hiến pháp năm 2013 và trong Luật Giáo dục năm 2005. Điều 39 Hiến pháp năm 2013 quy định học tập là quyền và nghĩa vụ của công dân. Điều 10 Luật Giáo dục năm 2005 quy định mọi công dân không phân biệt dân tộc, tôn giáo, tín ngưỡng, nam nữ, nguồn gốc gia đình, địa vị xã hội, hoàn cảnh kinh tế đều bình đẳng về cơ hội học tập. Nhà trường và xã hội tạo điều kiện cho trẻ em khuyết tật, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn được học văn hóa và học nghề phù hợp. Để hiểu rõ hơn về nội dung quyền học tập, cô cùng các em sẽ đi cụ thể từng nội dung. Thứ nhất, các em theo dõi tình huống. Sau khi sinh con xong, chị Quy muốn đi học cao học để có bằng thạc sĩ, nhưng do hoàn cảnh con còn nhỏ nên chưa có điều kiện thực hiện. Đến nay, con chị đã 4 tuổi, chị muốn đi học để thực hiện ước mơ của mình. Chị đem chuyện ra bàn với chồng, thì chồng chị phản đối ngay. Anh nói, phụ nữ học hết đại học là được rồi, cần gì phải học thêm nữa. Thuyết phục chồng không được, chị vẫn quyết tâm ôn thi vào đại học. Câu hỏi, em có nhận xét gì về việc chị học Huy đi học cao học? Chị có được quyền đó không? Chồng chị ngăn cản là đúng hay là sai? Trong tình huống này thì
cái việc đi học hay không đó là sự lựa chọn của chị Quy, và chị Quy có quyền thực hiện điều đó. Chồng chị Quy ngăn cản là việc làm hoàn toàn sai, bởi pháp luật quy định công dân có quyền học không hạn chế, và đó cũng chính là nội dung thứ nhất của quyền học tập. Như vậy học không hạn chế là học như thế nào? Học từ mầm non đến tiểu học, đến trung học, đến đại học và sau đại học. Trở lại tình huống trên, như vậy trong trường hợp này chị Quy được quyền lựa chọn việc tiếp tục hay không tiếp tục học tập của mình, nhưng mà vấn đề chị Quy được học hay không đó lại là phụ thuộc vào cái năng lực, điều kiện, cái sự nỗ lực cố gắng của chị Quy, bởi vì pháp luật quy định cái việc học tập của công dân được tiến hành theo quy định của pháp luật, tức là chị Quy phải thông qua kỳ thi xét tuyển theo yêu cầu của cái trường chị Quy đăng ký. Hiện nay các em đang học lớp 12 là lớp cuối cấp của chương trình trung học. Để thực hiện quyền học không hạn chế, các em sẽ tiếp tục học đại học. Chính vì vậy, cô mong rằng các em sẽ nỗ lực phấn đấu để thực hiện tối ưu nhất quyền học tập của mình. Các em theo dõi tình huống thứ hai. Hát là học sinh lớp 12, con một gia đình khá giả. Bố của Hát dự định cho con thi vào học viện kỹ thuật quân sự, chỉ cần Hát đỗ là sau khi học xong có việc làm ngay. Nhưng ước mơ của Hát lại muốn thi vào trường đại học Bách Khoa theo đuổi sở thích học công nghệ thông tin. Thấy Hát có vẻ giữ quan điểm không thích theo ý mình, bực quá, bố Hát bảo: "Mày không nghe theo tao thì tao sẽ không đầu tư tiền bạc cho mày học trường nào cả." Câu hỏi: theo em, Hát có quyền lựa chọn nghề nghiệp của mình hay không? Hay là phải theo ý muốn của bố? Trong thực tế cuộc sống, đôi khi cũng có một số em rơi vào trường hợp như Hát. Như vậy các em phải làm gì? Ba mẹ, thầy cô, người thân có thể góp ý định hướng nghề nghiệp cho các em, nhưng việc lựa chọn ngành nghề nào là do chính các em quyết định, bởi pháp luật quy định công dân có quyền học bất cứ ngành nghề nào. Nhưng mà căn cứ vào đâu để các em lựa chọn ngành nghề cho mình? Có rất nhiều yếu tố, rất nhiều căn cứ. Cô chỉ nêu một số cái yếu tố cơ bản. Thứ nhất là các em phải căn cứ vào cái năng lực của mình. Thứ hai là vào năng khiếu. Thứ ba, vào sở thích. Và thứ tư là điều kiện của bản thân chính mình. Và đó cũng chính là nội dung thứ hai của quyền học tập. Công dân có thể học bất cứ ngành nghề nào phù hợp với năng khiếu, khả năng, sở thích và điều kiện của mình. Ở đây các em có thể học ngành luật để trở thành cán bộ cơ quan pháp luật, học ngành kỹ thuật để trở thành kỹ sư, học ngành y để trở thành bác sĩ, học ngành sư phạm để trở thành giáo viên, vân vân. Các em tiếp tục xem tình huống thứ ba. Một số bạn sau khi không thi đỗ vào đại học đã tỏ ra bi quan, chán nản và cho rằng họ không còn cơ hội học tập nữa, quyền học tập của họ thế là đã chấm dứt từ đây. Tuấn thấy cách hiểu thế này có vẻ không đúng hay sao ấy. Không học bây giờ thì khi khác vẫn có thể học được chứ, miễn là mỗi người đều phải cố gắng. Câu hỏi đặt ra cho các em: theo hiểu biết của em, những người không thi đỗ vào đại học còn có cơ hội học tập nữa không? Nếu có thì sẽ học bằng những hình thức nào? Ngay sau khi tốt nghiệp trung học phổ thông, các em đỗ vào đại học là điều rất tốt. Nhưng nhỡ may các em bị trượt thì cũng không nên quá bi quan, bởi đó không phải là con đường duy nhất. Các em có thể theo học với những hình thức học tập khác nhau ở các loại hình trường lớp khác nhau, bởi vì pháp luật quy định công dân có quyền học thường xuyên, học suốt đời bằng nhiều hình thức khác nhau và ở các loại hình trường lớp khác nhau. Như vậy, trong tình huống 3 này, nếu như không đỗ vào đại học, công dân vẫn còn cơ hội học tập dưới những hình thức khác nhau như học ở các trường dân lập, học ở các trung tâm giáo dục thường xuyên, vân vân. Các em xem, đây là hình thức học tập chính quy. Đây là cái hình thức học ở các trung tâm giáo dục thường xuyên. Đây là hình thức vừa học vừa làm. Và các em chú ý bức tranh cuối cùng này cho cô. Các em chú ý đây là cái máy tính bảng có giáo viên dạy trên màn hình. Vậy đây chính là cái hình thức học tập trong thời gian dịch bệnh COVID đang lan tràn. Tức là vừa qua
vì dịch bệnh Covid cho nên các em không được đến trường để đi học. Như vậy, không phải vì thế mà cái việc học tập của các em bị gián đoạn, bị dở dang, nhà trường cũng như xã hội đã tạo điều kiện cho các em tiếp tục thực hiện quyền học tập của mình dưới những hình thức khác nhau. Hiện nay, cái việc học tập trên các kênh truyền hình, trên Internet, trên trang web của trường Hạt Tự Học Ở Nhà đã và đang thực hiện ở tất cả các trường phổ thông trong địa bàn của tỉnh ta. Và với bản thân em này cho rằng tự học dựa vào Internet, con sẽ có cơ hội được học từ nhiều thầy cô khác nhau. Và đây cũng là một cái điểm mạnh của việc tự học ở nhà. Em hãy quan sát và cho biết những hình ảnh này nói lên điều gì. Cái hình ảnh thứ nhất các em thấy là trường lớp rất là đơn sơ, học sinh thì trang phục rất là tội nghiệp. Như vậy chứng tỏ cuộc sống gia đình của các em ở đây rất là khó khăn. Nhưng các em vẫn thực hiện tốt được quyền học tập của mình. Bức tranh thứ hai này, các em nhìn thấy trang phục là những công dân thuộc người dân tộc thiểu số. Và những người này họ cũng đang thực hiện cái quyền học tập của mình. Bức tranh thứ ba là lễ trao học bổng cho các em học sinh nghèo vượt khó học giỏi. Và bức tranh thứ tư là những em bị khuyết tật vẫn được học tập và nhà nước đã có những chính sách hỗ trợ cho những em này. Như vậy câu hỏi đặt ra cho các em là tìm điểm chung của bốn bức tranh này. Bốn bức tranh này nói lên điều gì các em? Chúng ta thấy mặc dù điều kiện, hoàn cảnh, thành phần xuất thân của tất cả các em trong bức tranh này tuy khác nhau nhưng họ đều được thực hiện cái quyền học tập của mình. Họ đều thực hiện quyền học tập của mình không bị phân biệt bởi tôn giáo, dân tộc, giới tính, thành phần xuất thân, địa vị xã hội v.v. Và nhà nước cũng có những chính sách để hỗ trợ cho các em vượt khó học tập. Và đó cũng chính là nội dung thứ tư trong quyền học tập của công dân, đó là mọi công dân được đối xử bình đẳng về cơ hội học tập. Các em thấy là những học sinh nghèo được miễn giảm học phí, những em học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn ở vùng sâu, vùng xa, vùng núi cao, vùng hải đảo được nhà nước ưu tiên cộng điểm trong kỳ thi Trung học Phổ thông Quốc gia. Như vậy, liệu đó có phải là bình đẳng trong học tập hay không? Bây giờ, nếu như học sinh nghèo mà nhà nước không hỗ trợ miễn giảm học phí, thì liệu em đó có được học tập hay không? Và nếu những em ở có hộ khẩu, ở vùng thường trú, ở vùng sâu, vùng xa, vùng hải đảo, nếu như nhà nước không ưu tiên cộng điểm cho các em trong kỳ thi tuyển sinh đại học hay là trong kỳ thi Trung học Phổ thông Quốc gia, thì liệu có công bằng với những em có hộ khẩu ở thành phố có điều kiện học tập tốt hơn hay không? Như vậy, ở đây, nội dung thứ tư này, các em chú ý cho cô được đối xử bình đẳng. Bình đẳng ở đây không phải là cầu bàn ai cũng như nhau, mà là tùy theo điều kiện của mỗi người. Nhà nước có những chính sách ưu đãi, hỗ trợ để tạo điều kiện cho họ thực hiện quyền học tập tốt nhất của mình. Như vậy, ở tiết học hôm nay, các em cần nắm cho cô những cái nội dung cơ bản sau. Thứ nhất, về khái niệm. Thứ hai, về nội dung. Nội dung thì chính là cụ thể hóa cái khái niệm. Nội dung thứ nhất, quyền học tập không hạn chế. Nội dung thứ hai, học bất cứ ngành nghề nào. Nội dung thứ ba, học thường xuyên, học suốt đời. Và nội dung thứ tư, được đối xử bình đẳng về cơ hội học tập. Cô cùng em sẽ làm một số bài tập trắc nghiệm. Câu thứ nhất, một trong những nội dung của quyền học tập là công dân được A. tự ý điều chỉnh kết quả tuyển sinh, B. hưởng mọi chính sách ưu tiên, C. từ bỏ phương pháp học truyền thống, D. học thường xuyên, học suốt đời. Ở câu 1 này, các em dễ dàng nhận thấy một trong những nội dung của quyền học tập đó là phương án D, học thường xuyên, học suốt đời. Như vậy, phương án đúng sẽ là phương án D. Câu số 2. Nội dung nào dưới đây không thể hiện quyền học tập của công dân? Câu 2 này, câu dẫn là câu phủ định. Như vậy, trong câu phủ định, các em sẽ tìm phương án sai để phương án sai trở thành phương án đúng. Trong 4 phương án A, B, C, D,
thì các em thấy là phương án A, phương án C, phương án D đều là nội dung quyền học tập của công dân, riêng phương án B không phải, cho nên đáp án đúng sẽ là đáp án B. Câu thứ 3. Trong kỳ xét tuyển sinh đại học cao đẳng năm 2019, bạn A đã lựa chọn đăng ký xét tuyển vào ngành kế toán Học viện Ngân hàng vì đã từ lâu A mơ ước trở thành kế toán. Việc làm này thể hiện nội dung nào trong thực hiện quyền học tập của A? Câu A, học bất cứ ngành nghề nào. Câu B, học không hạn chế. Câu C, học thường xuyên, học suốt đời. Câu D, bình đẳng về cơ hội học tập. Như vậy, trong câu này, bốn phương án A, B, C, D chính là bốn nội dung của quyền học tập. Như vậy, căn cứ vào đâu để mình xác định phương án đúng? Thì các em phải căn cứ vào câu dẫn. Câu dẫn cho biết bạn A đã lựa chọn đăng ký xét tuyển vào ngành kế toán Học viện Ngân hàng. Cho nên, bạn A đã thực hiện quyền học bất cứ ngành nghề của nào của mình. Phương án đúng sẽ là phương án A. Câu thứ tư. Sau khi tốt nghiệp trung học phổ thông, vì hoàn cảnh gia đình khó khăn, nên T phải nghỉ học để phụ giúp gia đình. Hơn 10 năm sau, anh T mới có điều kiện và đến trường đại học. H, gặp chị K là nhân viên tiếp nhận hồ sơ đăng ký dự thi. Chị K cho rằng do anh T nghỉ học hơn 10 năm và đã quá tuổi nên không được đăng ký. T đã thuê đối tượng M hành hung chị K. M rủ thêm D chạy xe ép chị K, làm chị K té nhập viện. Những ai dưới đây không vi phạm quyền học tập của công dân? Câu A, anh T, chị K và D. Câu B, đối tượng M, D và chị K. Câu C, đối tượng M, anh T, chị K. Và câu D, anh T, đối tượng M và D. Đây là câu hỏi vận dụng cao. Cho nên, khi làm câu hỏi này, các em cần phải chú ý. Như vậy, câu hỏi đặt ra cho các em là những ai dưới đây không vi phạm quyền học tập của công dân. Và câu hỏi đây cũng là dạng câu hỏi phủ định. Vậy để tiết kiệm thời gian trong việc làm câu hỏi này, các em sẽ vừa sử dụng phương án loại trừ. Ở đây hỏi không vi phạm, cho nên các em tìm chủ thể nào vi phạm quyền học tập của công dân và sau đó đối chiếu với các phương án trả lời để lựa loại trừ phương án đó. Trong tình huống này thì các em dễ dàng nhận ra là chị K là nhân viên tiếp nhận hồ sơ, nhưng mà chị K không đăng ký, làm thủ tục đăng ký dự thi cho anh T, cho nên chị K vi phạm quyền học tập của công dân. Đối chiếu với bốn phương án, chúng ta thấy là phương án nào có chị K thì mình sẽ loại bỏ. Thì phương án A, B, C đều có chị K, cho nên đó là phương án sai. Phương án D không có chị K, cho nên phương án đúng sẽ là phương án D, anh T, đối tượng M và D. Nhiệm vụ học tập của em sau tiết học hôm nay. Thứ nhất, về bài cũ quyền học tập của công dân, quy cầu các em lập bảng ghi rõ nội dung biểu hiện của quyền học tập và cho ví dụ minh họa. Thì đối với câu hỏi này, các em phải lập cái bảng. Trong bảng này có 3 cột: cột nội dung, cột biểu hiện và cột thứ 3 là ví dụ minh họa. Còn số hàng thì tùy theo nội dung của quyền học tập. Nội dung học tập có mấy nội dung thì các em làm mấy hàng và tương ứng với từng nội dung, các em ghi biểu hiện và các em cho ví dụ từng nội dung đấy. Trong việc chuẩn bị bài mới, quyền sáng tạo và quyền phát triển của công dân để tiết sau chúng ta học, các em cũng làm y như vậy, lập bảng ghi rõ nội dung biểu hiện của quyền sáng tạo, quyền được phát triển và cho ví dụ minh họa. Thì các em cũng làm tương tự, có 3 cầu. Còn số hàng có thể khác nhau, các em căn cứ vào sách giáo khoa xem quyền sáng tạo có bao nhiêu nội dung thì có bấy nhiêu hàng, và quyền được phát triển có bao nhiêu nội dung thì cũng có bấy nhiêu hàng. Các em ghi phần biểu hiện và cho ví dụ minh họa từng nội dung. Non sông Việt Nam có trở nên tươi đẹp hay không? Dân tộc Việt Nam có bước tới đài vinh quang để sánh vai với các trường quốc Nam Châu hay không? Chính là nhờ một phần lớn ở công học tập của các em. Vâng, từ những kiến thức về quyền học tập cô đã cung cấp cho các em, mong rằng sau tiết học hôm nay, các em xác định được động cơ học tập đúng đắn, có ý chí vươn lên, nỗ lực trong học tập để sau này không phải nuối tiếc,
không phải tự trách bản thân sao lúc đó mình không nỗ lực phấn đấu. Cô chia sẻ điều này với các em bởi vì con đường các em đang đi hôm nay cũng chính là con đường cô đã từng qua. Chúc các em học tập thật tốt.